Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Vlad. Hôm nay thì bên mình sẽ lại tiếp tục review cho anh em về một trong những chiếc tay cầm cực kỳ hot đến từ hãng PSN, có mã sản phẩm là P50. Đây là chiếc tay cầm thuộc phân khúc cao cấp của hãng PSN. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết xem chiếc tay cầm này có điều gì đặc biệt nhé. Bắt đầu thôi. P50 là chiếc tay cầm thuộc phân khúc cao cấp của hãng PSN với nhiều tính năng nổi bật được trang bị. Vậy nên mức giá thì cũng sẽ nhỉnh hơn đôi chút so với mã sản phẩm là P3. Cụ thể để sở hữu thì anh em cần bỏ ra khoảng chừng 6 đến 700k tùy vào đợt sale hay áp mã nên sẽ còn giảm xuống nữa dành cho anh em. Nếu như anh em đang quan tâm thì có thể click đặt mua ngay tại nhà bán Vlad để có những mức giá tốt nhất nhé. Trên tay mình đây đang có là bộ sản phẩm tay cầm PSN P50. Ở đây thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy được những sản phẩm đến từ hãng PSN đều được làm rất là tỉ mỉ và chỉnh chu, ngay cả hộp đựng hay là bao bì như thế này. Với lớp vỏ ngoài thì em sẽ có một vài thông số cơ bản và những tính năng của chiếc tay cầm này có thể mang đến. Ở bên trong thì sẽ còn hộp đựng nữa như thế này. Mở ra thì em sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành từ nhà sản xuất. Tiếp theo với hộp đen như này thì bên trong anh em sẽ có sợi dây cáp là USB Type-C dùng để sạc và kết nối với chế độ là có dây. Và đương nhiên rồi, cuối cùng thì anh em sẽ có là chiếc tay cầm PSN P50. Với sản phẩm này thì bên mình sẽ có hai phiên bản màu có sẵn là xanh ngọc và phiên bản trắng dành cho anh em. Nếu anh em yêu thích phiên bản nào thì nhớ click vào phân loại để chọn đúng màu nha. Đây là chiếc tay cầm phải khẳng định luôn với anh em là cảm giác trên tay cực kỳ sướng. Với lớp vỏ ngoài thì vẫn sẽ được làm bằng chất liệu nhựa ABS như bao chiếc tay cầm khác mà thôi. Tuy nhiên, những đường nét thì lại mang đến độ hoàn thiện trên cả tuyệt vời. Về cảm giác cầm nắm thì đây là chiếc tay cầm có thiết kế công thai học nên đương nhiên sẽ mang đến cho bạn cảm giác cầm nắm ôm sát lòng tay, giúp bạn có thể sử dụng trong thời gian kéo dài được thoải mái nhất có thể. Điểm đáng tiền nhất có lẽ sẽ là ở chất liệu vỏ. Chất liệu này sẽ làm hạn chế đi việc bám vân tay và tăng cường độ ma sát khi cầm nắm. Với anh em có da nhiều mồ hôi tay hay lười vệ sinh thì PSN P50 sẽ là sự lựa chọn quá nó hợp lý dành cho anh em. Tiếp theo về nút bấm thì đây là chiếc tay cầm có thiết kế với hệ thống nút bấm rất thông minh, có thể kể đến với những tính năng nổi bật như là con quay hồi chuyển 6 trục, chức năng zoom, chức năng turbo, chức năng macro, chức năng cảm biến LFC cho bạn tận hưởng thế giới Amiibo một cách dễ dàng nhất. Sau khi cầm nắm trên tay và cảm nhận thực tế thì theo mình thấy đây là chiếc tay cầm có độ phản hồi rất là tốt. Các lưu bấm có độ êm ái nhất định. Ngoài ra các chuyển động thao tác giữa các đầu ngón tay cũng trở nên cực kỳ là mượt mà. PSN P50 được trang bị với pin lithium với dung lượng là 550 mAh cho thời gian sử dụng kéo dài đến 20 giờ. Sau đây chỉ với 2 giờ đồng hồ, cực kỳ nhanh chóng. Có thể dễ dàng nhận biết phần trăm pin một cách dễ dàng bằng đèn tín hiệu được trang bị ở mặt trên của tay cầm, giúp bạn không bị gián đoạn trong thời gian chơi và trải nghiệm. Với thiết kế tổng thể đẹp mắt, độ hoàn thiện thì quá nỗi ấn tượng, phản hồi từ các nút bấm thì trên cả tuyệt vời. Vậy, khả năng kết nối thì sao đây? PSN P50 dễ dàng kết nối sử dụng với chế độ không dây bằng USB Bluetooth và Bluetooth 5.0. Có thể kết nối với chế độ có dây bằng cáp USB Type-C đi kèm cực kỳ đơn giản. Khả năng tương thích thì cực kỳ rộng rãi, anh em có thể chơi trên PC, Laptop, Android TV, Android TV Box, Android, iOS, Nintendo Switch cũng như là PS. Có thể sử dụng bàn phím với hệ điều hành là Android từ 6.0 trở lên, tùy chỉnh chiến mọi game trên mobile một cách riêng biệt nhất có thể.
Ok, vừa rồi thì mình đã vừa review khá chi tiết về chiếc tay cầm Bessen B50. Đây là chiếc tay cầm thuộc phân khúc cao cấp của Bessen với nhiều những tính năng nổi bật để trang bị. Ngoài ra với thiết kế thì trên cầm tuyệt vời, độ phản hồi thì cực kỳ ấn tượng. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những sản phẩm cực kỳ đáng mua ở trong phân khúc. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến mẫu sản phẩm này thì mình sẽ để đường link đặt mua sản phẩm ở bên dưới phần mô tả của video nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để được nhận được thông báo những video mới nhất từ bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tới. Xin chào.